Sau khi ghi hình xong ở điểm trường mầm non thuộc xã Châu Hành, chúng tôi tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là bản Hùa Na, xã Châu Hành, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Ở đây có công trình nước sinh hoạt tập trung mà hàng ngày đa số người dân phải sử dụng nước sinh hoạt tại công trình này. Đặt chân đến bản Hùa Na vào một ngày cuối tháng 4, cái nắng gắt ở 39 độ C dường như muốn đốt cháy da thịt của chúng tôi. Chúng tôi tiếp cận bể nước từ chảy mà người dân đang sử dụng. Giữa trưa nhưng mới chỉ lác đác một vài người đến tắm rửa. Có những ngôi nhà ở vắng tanh, đóng cửa kín mít. Chỉ một vài ngôi nhà có cụ già trông trẻ em chưa đến tuổi đi học. Sau một cuộc điện thoại 5 phút, bác trưởng bản đã đến nơi mà chúng tôi hẹn. Thật bất ngờ với sự nhiệt tình của bác trưởng bản. Bác trưởng bản. Chào các bác ạ. Có lẽ anh phải bác ơi. Thì ta đừng nọ ta quay luôn, đừng cái bề ta quay. Đấy. Đây trao trao đổi cái nội dung trước. Hai ông cháu tái hiện lại cảnh tắm rửa sinh hoạt hàng ngày để đoàn làm phim ghi hình. Dưới trời nắng gắt ở 39 độ C, ấy vậy mà nhờ dòng suối mát, dòng nước mát vẫn khiến người ta thật dễ chịu. Bà con bà nhà,
trên 70% cây. Okay.